nhắc đến tập đoàn Thế Giới Di Động, chắc các bạn sẽ nhớ ngay đến những cửa hàng bán điện tử, điện thoại, điện máy trải dài trên khắp 63 tỉnh thành với gần 2.500 cửa hàng. Như có lẽ ít người biết, phía sau khối bán hàng chính là khối văn phòng hùng hậu, là hậu phương vững chắc và có thể gọi là nền móng của cả công ty. Đây chính là nơi mà khối văn phòng chúng tôi làm việc. Tôi là Lại Mạnh Thắng, thành viên của bộ phận phát triển web của công ty. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa những sản phẩm lên website để khách hàng có thể mua hàng một cách dễ dàng. Khách hàng chỉ cần ngồi ở nhà đặt hàng online là sẽ có nhân viên giao hàng đến tận cửa. Công việc này thực sự rất thú vị, anh em chúng tôi làm việc với nhau rất là vui vẻ. Mỗi người có một style riêng nhưng mà đều nhìn chung về một hướng. Mục đích của chúng tôi là thiết kế website sao cho một khách hàng không biết nhiều về công nghệ như những người mẹ, người bà ở nhà cũng dễ dàng mua được sản phẩm chỉ với một chiếc điện thoại. Nhưng làm sao để hiểu được khách hàng muốn gì? Đó cũng là một thách thức. Hàng ngày chúng tôi phải đo đạc, tính toán xem phần nào khách hàng cảm thấy thao tác khó khăn để từ đó tối ưu lại website cho tốt hơn. Tuy nhiên, khi thiết kế được một giao diện mà khách hàng cảm thấy ưng ý, nhận được những comment tích cực của khách hàng, đó là một phần thưởng vô giá với chúng tôi. Hiện tại có gần 2 triệu lượt truy cập vào 4 website Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh và vuivui.com để tham quan mua sắm mỗi ngày. Hệ thống website đã đóng góp 10% vào doanh thu của cả tập đoàn. Trong đó có sự đóng góp của hơn 30 anh em bộ phận phát triển web. Và trong năm 2018 tới đây, với sự phát triển mạnh mẽ của vuivui.com, chúng tôi sẽ cần thêm nhiều người hơn nữa. Nhưng để xây dựng được một website, chúng tôi cần một đội ngũ IT rất là hùng hậu để đạt được những cái thành quả như mà bạn đã thấy ở đây. Và để tôi giới thiệu bạn một người anh em của tôi. Xin chào các bạn, tôi là Tăng Duy Phương, tôi đến từ phòng IT, nơi mà chúng tôi tự gọi mình là biệt đội Big Fossil. Ok, bây giờ theo tôi tham quan một vòng nhé. Tiếp nhận yêu cầu từ các bộ phận phát triển website, anh em IT là những bậc thầy phù thủy sẽ biến giấc mơ thành hiện thực. Thế Giới Di Động.com, Điện Máy Xanh.com, vuivui.com và Bách Hóa Xanh.com. Bốn website này có hoạt động trơn tru hay không? Có mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm tiện lợi và tinh tế nhất hay không? Trách nhiệm lớn là của chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào khi các website của Thế Giới Di Động luôn dẫn đầu top những website thương mại điện tử nhanh nhất Việt Nam. Nhưng đây cũng chính là thách thức không nhỏ chúng tôi không ngừng theo đuổi, vì mục tiêu khách hàng chỉ mất 2 giây khi truy cập website. Các bạn có hứng thú với thách thức này không? IT ở Thế Giới Di Động không phải là các cỗ máy chỉ biết gõ phím. Nhờ trao đổi và kết nối liên tục với các bộ phận khác mà chúng tôi có kiến thức rất tốt về các nghiệp vụ kinh doanh, chứ không đơn thuần làm theo những yêu cầu trên giấy. Và thường xuyên những góp ý của chúng tôi mang lại hiệu quả cao cho họ. Cuối mỗi tuần chúng tôi luôn có một buổi họp để chuẩn bị cho công việc của tuần tiếp theo. Và đây là khung cảnh buổi họp. Bây giờ đánh điểm nha. 1, 2, 3. Hơn nữa, chúng tôi chọn Scrum là một phương pháp làm việc tiên tiến để nâng cao hiệu suất và tinh thần đồng đội. Có như vậy mới đáp ứng được sự biến hóa vô cùng của các nghiệp vụ kinh doanh. Các bạn cũng thấy về tính chất công việc nên hầu hết anh em IT là nam. Tuy nhiên cũng không thiếu gơ sinh đâu nhé. Để chung sức chung lòng máu lửa trong công việc, chúng tôi cần một văn hóa khác biệt và tuyệt vời. Do đó không thể nào không nhắc đến công lao to lớn của phòng đào tạo. Chào tất cả các bạn, tôi là Sung Lê Khắc Sủ, đến từ bộ phận đào tạo. Như các bạn thấy, công việc của tôi như một giảng viên. Tôi và những người đồng nghiệp của mình lan tỏa sự nhiệt tình, sự yêu thương, sự khác biệt của tập đoàn này so với những nơi khác. Tôi còn nhớ cách đây khoảng 8 năm là chuyến công tác đầu tiên của tôi tại Phan Rang. Và đến thời điểm hôm nay, tôi đã được đi biết thêm rất là nhiều vùng miền khác trên tổ quốc. Từ miền Tây, miền Trung, miền Bắc xa xôi, tôi và đồng đội của tôi đã đi khắp 63 tỉnh thành cùng nhau lan tỏa văn hóa phục vụ, văn hóa yêu thương đến với tất cả anh em trên mọi nẻo đường đất nước. Mỗi tuần, chúng tôi tiếp nhận hơn 300 nhân viên mới cùng với những lớp kỹ năng cho nhân viên hiện tại. Mỗi chương trình đào tạo đều được thiết kế triển khai trên quy mô toàn quốc. Hầu hết tất cả các tỉnh thành trên khắp đất nước Việt Nam đều có dấu chân của các thành viên team đào tạo. Với số lượng nhân sự hiện tại chỉ 24 người, chúng tôi đã hỗ trợ đào tạo hơn 30.000 người trong suốt 10 năm qua. Và chắc chắn trong tương lai, đội ngũ đào tạo sẽ còn lớn mạnh hơn nữa để phục vụ cho sự phát triển của công ty. Chúng tôi luôn sống với châm ngôn, thành công của bạn, sứ mạng của tôi. Hãy đến với chúng tôi, chắc chắn bạn sẽ giỏi hơn, đức độ hơn và giàu có hơn. Dĩ nhiên, có cầu thì phải có cung. Chúng tôi tìm đâu ra nguồn nhân lực dồi dào ấy.
chúng ta hãy cùng nhau hỏi phòng nhân sự nhé. Chào các bạn, nếu các bạn là một trong hơn 35.000 nhân viên của Thế Động đang xem clip này và nhận ra tôi, thì có thể tôi đã từng phỏng vấn các bạn. Tôi là Trần Quang Hiển, đến từ phòng tuyển dụng. Phòng ban của tôi ví như một bộ lọc và là đầu vào hộ hết tất cả các nhân viên của công ty. Công việc của chúng tôi là gặp gỡ, trò chuyện để hiểu về tính cách, hiểu về mục tiêu nghề nghiệp của từng ứng viên trên khắp mọi vùng miền đất nước. Điều quan trọng của công việc này là chọn đúng người, bố trí đúng việc. Với đội ngũ nhân viên hiện tại của Thế Động là hơn 35.000 con người. Trong tương lai thì con số này sẽ tăng lên rất là nhiều lần. Vì vậy, đội ngũ tuyển dụng của chúng tôi cũng cần tăng thêm nhiều người hơn nữa. Nếu bạn nào thích giao tiếp, thích làm việc với con người, thích các hoạt động gắn kết thì hãy đến với chúng tôi. Khi đó, tôi và bạn cùng nhau đồng hành và phát triển. Nếu như các bạn không thuộc vào tiếp người tôi vừa nói, thì vẫn còn một công việc khác phù hợp với bạn hơn. Hãy cùng tôi gặp một cô gái để tìm hiểu xem đó là công việc gì nha. Xin chào, tôi là Trần Khánh Phương, tôi đến từ bộ phận kế toán. Chắc các bạn dễ dàng nhận biết được công việc của tôi là gì, vì xung quanh tôi có khá là nhiều giấy tờ. Kế toán được ví như quả tim của một công ty. Bạn thử nghĩ xem, nếu không có bộ phận của chúng tôi thì làm sao bạn biết được công ty mình kinh doanh hiệu quả như thế nào và phát triển ra làm sao? Một công ty lớn như Thế Giới Di Động thì có vô vàn các khoản thu chi, các loại giấy tờ. Và kế toán là một phòng gồm nhiều nhóm nhỏ, lo về nhiều mặt như thuế, phải thu bán hàng, phải trả nhà cung cấp. Tất cả nhóm nhỏ này phối hợp với nhau vận hành và chúng tôi là khối hậu phương vững chắc lo về các khoản chi phí để các anh chị em khối bán hàng yên tâm làm công việc của mình. Ngược lại với IT, bộ phận chúng tôi có đến 90% nhân viên là nữ. Vì vậy, nên lúc nào cũng vui tươi, phòng tràn ngập sắc màu. Thế Giới Di Động đang ngày càng phát triển và chúng tôi là trái tim của công ty cũng phải lớn mạnh theo, nên nhu cầu nhân sự là khá lớn. Nếu bạn muốn trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa yêu thương thì hãy đến với chúng tôi. Và cũng có thể bạn là người chúng tôi tìm kiếm.